Bây giờ em lên cơ quan bí mật đi thoát nghi công tác nhé.
Đi đâu rồi chị? Chị là bí mật chị cũng không biết nữa. Chị ra trước nhé. Vâng. 5 phút nữa em hãy ra. Ra đây ngồi mát hả? Về làm ngay không tao cắt lương. Rút rát rồi bắt nạt lại. Cô chưa lễ nó đồng nào, nó còn đánh. Nó thù đấy. Ngày cô ấy mới vào đây, nó xé quần cô ấy ra, đẻ sấp cô xuống nông than. Cô ném than vào mắt nó, thế là nó thù đấy. Tội nghiệp. Nó dọa đuổi em kỳ này cùng với non trăm thợ đàn ông đàn bà nữa kìa. Cái Túc quay lại đấy. Lần này em không sợ nữa. Chúng cứ kế sinh nhai của em thì em giật lại. Nó còn dọa đuổi cả tôi nữa đấy. Chúng dọa đuổi cả tôi nữa. Thế cô định làm gì? Cánh thợ đàn ông rủ em sau kiếp làm vào kho than sẽ bàn cách đình công. Chị cùng đi với em không? Cho tôi đi theo với.
chỗ Thập Tân Tình tôi mới kể nhé. Hôm vừa rồi chồng tôi lên nhà hội quán chỗ Bồ Hồ ấy mà, xem Tây Nhật đánh nhau, thấy vô số cửa Việt Minh, bao nhiêu là chuyển đơn. Thế rồi có một chị đàn bà, mà là đàn bà nhé, đứng lên hô hào đánh đuổi Nhật Pháp. Chung quanh chị ta có mấy người cầm súng để hộ vệ nhé. Lần này chủ không chịu nhượng bộ, kiên quyết kéo dài cuộc đình công anh ạ. Đúng, khi thiếu quần chúng đang lên rất mạnh. Anh cho tổ tuyên truyền chúng em giải truyền đơn khắp nhà máy nhé. Như à, sao anh có vẻ lo lắng thế? Bị bắt rồi. Chồng em bắt à? Chồng em nghĩ cho cùng thì tất cả chúng ta đều đã bị bắt, nhưng chúng ta vẫn hoạt động. Chỉ tiếc cho chồng em là không được hoạt động trong lúc thời cơ đang đến. Nhung nói đúng, thành ủy quyết định cử đồng chí thay chồng đến củng cố lại vùng tiếp cận Hà Nội mới bị vỡ cơ sở này. Như à, ở vùng đó đồng bào đang bị đói, bọn mật thám đang truy lùng giáo giết, cơ sở vỡ, các đồng chí ta bị bắt rất nhiều. Em hiểu, em sẽ giả làm dân thành thị qua đấy, dò xét tình hình trước đã. Đây là mật hiệu, đồng chí liên lạc với đồng chí Tứ. Cả vùng này chỉ còn đồng chí đó chưa bị bắt. Địa điểm liên lạc cây đa đoài thôn lúc mặt trời lặn, nhớ nhé. Cộng sản đấu tranh, ai chưa trong làng sẽ mang
cướp của tôi. Bà cháu tôi sắp chết đói đến nơi rồi. Để ngon nhá, để bà mang gạo về nấu cháo bé ăn. Cụ đi đâu về muộn thế ạ? À? Tôi đi vàng, đi lại gắn 6:30 luôn non, mới được chừng này gạo đây. 6:30 lúa non mà chỉ được có ngần này gạo à? Đói quá. Còn cháu tôi chết gần hết cả rồi. Chỉ còn mấy mụn như thế này đây. Cũng người thôn loài ta. Vâng. Nghe tiếng nói cô không phải là người làng tôi. Cháu hầu thuê bên kia sông. Nghe nói anh Tứ có thuốc xài gia truyền, cháu sang mua. Tứ à, nó chết rồi. Mộ nó kìa kìa. Thuốc xài bên Thần Đồng kìa kìa. Cũng hay lắm, sang mà mua. Chớ hỏi đến nhà Tứ nữa. Hôm nọ người Tây về, bắt cộng sản, nó chạy, bị bắn chết. Bây giờ họ còn rình quanh nhà nó đây. Đến mộ thằng Tứ liên lạc Việt Minh thu thập đồng đảng tao biết mà. Ê chết, ngày nào nhà cháu chẳng khâu thuê qua đây ạ. Khâu thuê sao cứ quanh quẩn ở đây? Ngắm thầy là cháu thấy bà cụ vãi gạo cho bốc hộ, vết bốc còn đây. Bà cụ còn kia thầy khám nhanh cho nhà con còn đi ạ. Cụ tránh làng liễu hẹn con tối nay đến trần cho cụ kéo bông ạ. Áo bông thầy ạ. Cháu mới cắt cái áo cho thím khách bên kia sông đấy mà. Đưa tay lên khám. Chồng mày đâu? Dạ, chồng cháu ở nhà. Thiên sư. Chồng ở nhà có mang sao lại phải nét bụng hả? Thầy không thương. Thầy có ở cảnh nghèo như con thầy mới hiểu. Đói rét, ngày ngày lặn lội đi khâu thuê qua mấy con sông. Không nén bụng nó sổ thai chứ còn gì. Ừ.
các bác Tuần ơi, các bác cũng ở cảnh nghèo như em, nói hộ em một tiếng. Dạ thưa thầy ạ, chị này đúng là người đàn bà đi khâu thuê đấy ạ. Thôi để tha cho nó. Đi. Thầy ạ, thế là cô ả bị cái tác oan. Cái nghề này có đánh oan nhiều đứa mới được việc đó. Thật không ngờ một điệp viên do chính tay tôi dạy nghề lại để sống quân cộng sản đòi ấy. Đây, năm 1936 nó mang tên Lê Thị Chắt, cầm đầu thợ nhi đi đeo đình công. Năm 38 nó vượt mục. Chống đây này. Chính nó xúi dục chợ Đồng Xuân Bãi Thị. Năm 41 nó mang tài liệu Trung ương Cộng sản lần 8 về xuôi. Đây là tên Hòa, thợ điện chồng Thị Nhu. Gần đây lại thấy bóng dáng nó ở đất Hà Nội. Thấy chưa? Thôi thôi, trừng phạt nó như vậy đủ rồi. Cô Kiều Trinh, cô ra có điện thoại gọi đấy. Công. Dạ. Lại đây. Dạ, dạ. Tại sao anh lại để sống Thị Nhu? Dạ bẩm quan lớn, vì con còn mãi đuổi theo một con mồi khác ạ. Dạ, tên này mới về hoạt động ở vùng chúng con. Trong khi tên Hòa chồng Thị Nhu bị bắt, chính con đã bắn phục tên này. Dạ, tên nó là Kiên, em ruột bà Kiều Trinh đấy ạ. Sao, em ruột bà Kiều Trinh? Dạ. Dạ, đây là bố đẻ của cả hai người. Kiên, cá ở trong bể thì bắt lúc nào cũng được. Tôi lại muốn anh bắt được chim ở trên trời như Thị Nhu kia. Hả? Có phải không, cô Kiều Trinh? Vâng. Cô nghe rõ lời tôi vừa nói với Công chứ? Vâng, rõ đấy ạ. Nhưng tại sao cô lại có vẻ bối rối thế? Vâng, quả là em đang bối rối đấy ạ. Công, đi ra. Thưa quan lớn, Sở Hiến binh nhập ra lệnh cho ta phải tìm cho được Trung ương Cộng sản có tiên hiện ở phụ cận Hà Nội. Thời hạn từ nay tới mùng 9 tháng 3, tức là còn 5 ngày nữa đấy ạ. Hả? Sao? Ây... Thưa quan lớn, cũng chính ngày mùng 9 tháng 3, quan Tuần Quyền Đờ Cu được nhật mời vào Sài Gòn đấy ạ. Tại sao? Tại sao lại không là ngày mùng 8 hoặc là ngày mùng 10? Mà lại cứ nhất định phải là ngày mùng 9 nhỉ? À, mà tại sao Sở Hiến binh Nhật không gọi điện thẳng cho tôi mà lại gọi điện cho cô nhỉ? Vâng, chính em cũng đang băn khoăn về chuyện đó, muốn được quan lớn chỉ bảo cho đấy ạ.
Thôi được. Việc khó đến mấy mà ta cứ đánh vào chỗ hiểm thì cũng sẽ thành công. Đây, cô xem đây. Những phần tử trung kiên của Việt Minh Cộng sản đang chết đói. Đây. Chúng đói đến mức độ không còn bám nổi vào cơ sở làng quê của bọn chúng. Đó, đến vụ thu thập tạ này, hàng triệu dân quê và thợ thuyền sẽ mất hết trí khôn. Sẽ mất hẳn hình người. Và chúng sẽ chết. Chúng sẽ chết như một loài động vật cấp thấp vậy. Một, hai. Trên một khoảnh đất quá nhỏ. Mà không cần lò thiêu người như kiểu... Phải hiểu như vậy. Và phải làm như vậy thì sẽ tìm được ra chỗ ở của Trung ương Cộng sản. Sẽ bắt được Thị Nhu. Và khi bọn Cộng sản đã bị tiêu diệt rồi thì tất cả các bọn quay quắt khác định chống lại công việc của người Pháp ở xứ này đều tan hết. Có đúng không? Đó. Tôi làm thuê lại đây. Thế con làm đi. Con cái giỏi nhất là con không xin công xá gì đâu. Con chỉ xin được sống thôi. Có ai làm phúc dắt con đi với không? Lạy các ông các bà, thế con làm đi. Dạ thưa bà, con đã gọi chúng nó đến rồi ạ. Chọn kỹ vào, con giúp hãy mượn. Không có lại chết lăn ra ruộng nhà bà ấy. Mỗi công một bát cám. Kêu đã. Bát cám bằng từng này. Còn lần con ăn không đủ no. Nó trả thế thì bằng cấp công không người ta. Còn hơn phải ăn khô dầu. Xưa nay khô dầu người ta chỉ để bón ruộng. Thế mà bây giờ lại nhìn kia kìa. Một hào, khô dầu một hào cơ. Lại ông còn đói quá. Còn gì nữa. Đi đi, không có đâu, đi đi. Còn lại bà. Còn lại bà. Kìa cô, còn lại bà đi. Bà cho cháu về hầu hạ bà. Trời. Con dám gạo đâu mà nuôi chúng mày? Con lạy bà. Kìa con. Tiền đâu mà mua chúng mày nè? Con lạy bà. Thưa bà, hàng kỹ lắm nè. Này, tôi mua một cỗ hình nhân và một con nghê vàng giá bao nhiêu? Dạ, hình nhân thì xin bà 15 đồng, còn con nghê xin bà 5 đồng ạ. Úi giời, người khỏe mạnh còn làm được việc còn chả đáng đồng bạc. Sao nhà chị nói thách thế? Dạ, hình nhân mà cưỡi nghe vàng, bà đốt xuống âm phủ cho cô ông. Để cô ông làm nàng hầu thì cô ông phù hộ cho bà lắm ạ. À. Mang về. Gửi cậu ạ. À. Giả hình nhân 12 đồng, nghe vàng 3 đồng đây. Thank you.
bơ bãi, phù hộ chúng con phải đi tha phương cầu thực như thế này. Cũng cốt để kiếm được miếng cơm, nuôi đàn con dại, sau này chúng con lại xin quay về với đất tổ. Các bác ơi, ai cứu bà cháu với? Các bác ơi, các bác ơi, ai cứu bà cháu với? Cũng là kẻ lỡ đổ đường qua đây, máu chảy ruột mềm, người thập phương đều là anh em đồng chủng. Sư thầy tôi xin tụng bài kinh cầu cho hồn người oan thác. A Di Đà Phật. Sống được không hả thầy? Cả nhà cháu chết hết rồi. Lúc này đồng bào ta tính chậm một ngày là chết đói thêm hàng vạn, tính đúng một ngày là thoát cả sống nhục lẫn chết nhục. Sư thầy là người cách mạng. Vâng, Việt Minh cử tôi đến đây với đồng bào. Việt Minh nay hoạt động ở khắp nước. Ngay bây giờ chúng ta có thể cử người ra ngoài kia gác, và sau đó chúng ta có thể bàn bạc nhau vào nhà lý trưởng đốt sổ thuế, giữ lấy thóc. Không được xé đấy chưa? Người này hôm qua ngồi bốc thuốc ở chợ, rồi theo tốt người đói đi về phía cây đa đoài thôn đấy mà.
3.000 đồng hoặc 5 tạ gạo. Khiếp chưa? Năm ngoái gạo mới có 100 một thùng, rồi lên 120, 150, rồi vọt lên 600. Cụ tính cứ mà chả chết đói. Nhưng 600 chứ 800 chả ai dám báo ắt cộng sản đâu. Bây giờ họ hoạt động khắp nơi cụ ạ. Cờ đỏ truyền đơn khắp làng khắp tỉnh. Ai mua cá không? Ai mua cá nào? Bác ơi mua cá giúp cháu. Bác mua cá không? Cá nào? Này, con kia, bán cá bà mua. Bây giờ mày muốn lấy tiền hay muốn quét quanh bàn cân để vét thóc vét gạo? Vâng, cháu xin quét ạ. Đem gắn cho nhà đốc sao thì phải gọi là cô đầu hạng nhất đấy không ạ? Này bà bảo muốn khỏi chết đói ở đây hầu hạ bà sẽ cho ăn trắng mặc trơn. Mày, bà muốn cứu sống mày mà mày lại nhìn bà thế à? Xéo, xéo ngay, bà không cho mày quét thóc gạo nữa, xéo. Này, có giỏi mai đến chợ bà chỉ quẳng ra một đống thóc là có đứa vặn gãy cổ. Thôi, mày bà ơi, bà quẳng xác mày vào xe bò ấy. Thầy, thầy, thôi tôi xin bỏ ra. Thời buổi này, mất một con gà người ta còn tiếc, chứ mất cái thứ giống mày, chỉ tốn vài xẻng đất thôi con ạ. Nhà này mới phất từ khi Nhật sang, ngày trước con vợ toàn buôn nước bọt. Thằng chồng coi nhà hội quán, tổ tôm điếm. Dạ thế đấy. Sách báo gì đó ở Hà Nội ý. Bây giờ cứ đến kỳ vét thóc tạ, thằng chồng lại về ghi chép sổ sách giúp vợ đấy. Men, mấy hôm nay bà đi tìm mãi cháu. Có chuyện gì thế hả bà? Về nhà rồi bà báo cho mà biết. Đi nhanh lên. Đi. Tôi gì đấy hả thầy? Chấm nộp thóc tạ giải lên tỉnh đấy. Đi. Mấy con mẹ này dẹp ra để cho con nhỏ và cháu bọn xin. Năm nay đến quan phải sợ Việt Minh, không dám giải tù. Mọi năm dây tù đằng trước, dây tù đằng sau, quan lính đi giữa, quát vỡ cả chợ. Nghe nói bây giờ trên mạn ngược, Việt Minh chói cả quan Tây lẫn quan Nhật. Khóc cứ như gì ấy. Khiếp đấy.
Ép ép. Ép. Dẹp dẹp các con đi. Ép ép. Ép. Dẹp dẹp ra. Bà lớn chưa? Lên đến tỉnh thì lại thành đĩ. Thốt và dinh công sứ ta còn lạ. Ép ép. Ép. Ép ép. Cho cây cơ đi giải tù, lại tự mình áp tài vợ lên nộp quan tây, sắp thăng quan với bà. Ôi, sao chúng nó lại dừng lại nhỉ? Ép ép. Ép. Dẹp dẹp cả ra. Dẹp. Phải theo nó mà về chứ. Con này nó cách chức được cả chi huyện đấy. Con yêu tinh này mà về thì lại khối cộng sản bị bắt đấy. Ép ép. Ép. Dẹp dẹp. Dẹp ra. Lại đằng này mọn ơi, quan về đấy. Thế à? Bằng quan lớn à? Quan lớn à? Dạ. Dạ. Lại quan lớn à? Quan lớn đi đâu mà? Dạ. Con bằng quan lớn à? Quan lớn đang đi kinh lý việc trong đây. Dạ. Ghé vào thăm ông bà đấy. Ui giời, lớn hạnh quá. Quá dạ. Xin mời được quan lớn ạ. Quan lớn và thầy quan lớn xin thầy thông. Trong nhà chơi ạ. Mọn nó lên nhặt chiếc thang nước. Chưa chết, con chưa chết, đừng chôn con. Đằng nào thì cũng chết, để con chôn sớm cho cụ được mát mẻ. Chào thầy Thông Ngôn, lâu lắm mới thấy thầy trở về đây. Mời thầy. Đây, anh đưa tiền, đưa bạc, đưa vinh hoa phú quý lại cho em đây. Thử xem nào. Này, đánh phấn môi son, uốn tóc lưỡi chai, anh Tiến cử em với quan tư nhỉ? Yeah. Em chịu thôi, ngày anh Tiến em cho Tây Đoan, anh được làm ký rượu, còn em chả nước non gì. Không. Lần này anh đưa hẳn em ra tỉnh Hà Nội, để em làm bà lớn Nhật, nhé. Yeah. Ồ, bộ Thông Ngôn quèn như anh, mà em là bà lớn Nhật. Dễ thường anh phải vái sống em đấy nhỉ? Cũng được. Vay sống cũng được. Này, thời thế thay đổi rồi, em sẽ biết anh. Thôi thu xếp đi. Thế đêm nay anh định nói những gì với bà con anh chọn làm cơ sở bí mật nào? Ê chết, em thì ăn nói làm sao được. Em chỉ tập trung họ đến để họ nghe chị nói thôi. Thôi được. Đất làng anh, mảnh sành gan gà thế này. Ồ, chị cũng thuộc đồng đất quá nhỉ. Đấy, có món được tạ thóc, cả công lẫn của mà mất 80 đồng. Thế Tây Nhật thu tóc tạ giả bao nhiêu? Có 25 đồng thôi chị. Mà cũng đã 3 năm nay rồi. Không liều thì phe này cũng chết. Đấy, tối nay cứ thế mà nói. Đã có gan đánh Tây đuổi Nhật thì phải có gan nói. Bây giờ tôi dặn anh việc làm ngày mai nhé. Dò xem bọn tuần phiên gác ở gốc đa vào lúc nào, và người ấy hay làng vàng vào lúc nào. Nhớ kể tôi nghe thật rõ nhé. Vâng. Bỏ lại xem nào. Khám, không được khám. Thưa thầy ạ, chị này là người làng có phải khám không ạ? Người làng cũng khám. Tất cả những ai đi qua gốc đa này chiều nay đều phải khám tuốt. Ngay, ngay. Dạ, hôm nay. Ngay, ngay. Khám như chặt xét.
lắm rồi nhưng không có gì ạ. Con mù đánh dầm kia kìa, cứ lẩn vẩn mãi đây. Trò trà trò trẻ trộn đâu cũng không lẫn. Này, chọc cho nó mấy câu cho nó tế lên để ông công không biết thế nào là con gái của đâu. Này, đã đẩy chồng chưa hay là con đẻ? Cáo trong trộ phạm mồ mà ra tiến trái nên miệng đấy nói bậy trước quan đi mang đi mà. Cuộc mồ thì đầm mạ hai quả thì trụi cấy đi cây đi đâu tết nằm bếp thì độ nà núi là thì là trói. Con gái thôn đông đặt vè chửi thì giỏi nhất thằng tổng đấy. Ê, ông kia đi đâu? Ông từ đâu đến hả? Từ đâu đến? Chẳng lẽ giữa đường tôi lại cho anh mấy cái tát nữa? Anh đi lùng công sản hay đi học cách chửi của đàn bà? Trong khi anh đang dán mắt vào con đàn bà thôn đông thì anh đã để lọt một đứa khả nghi rõ ràng có cử chỉ trông ngóng hẹn hò. Nó kia kìa. Cụ làm gì đây hả? Các thầy hỏi tôi làm gì à? Tôi trông cái nhà ông này mặc quần đàn ông, nhưng khi vén quần qua chỗ lội thì lại rõ là chân đàn bà. Tôi trông khí âm nhiều mà khí dương thì ít. Tao hỏi mù làm gì thập thò đây? Lẫn mà lẫn người tôi sợ quá đi. Dạ bẩm bà cụ Vận là người thôn đoài, con gọi bằng bá đấy ạ. Cút. Thôi đi bà. Vì mày chủ tâm bắt một thằng Việt Minh oắt con hỏng hại tao để sống cả một con cộng sản nổi. Mày tưởng việc mày tâu với ông ta lông tao không biết phải không? Tao về đây kiểm soát mày còn vì việc ấy nữa. Tao sẽ cho mày ra nằm nghĩa địa. Về.
Bẩm quan, bà lớn con truyền không được báo bà Kiều Trinh là khách đàn bà. Chào bà mới công cán dế xã về. Chắc là bà thấy dế bẩn thỉu lắm phải không ạ? Vâng, tôi thấy đúng như hai chữ phúc đức ở cửa nhà quan đấy ạ. Xin mời bà ngồi ạ. Cho anh về. Mai con anh sẽ được thân. Lớn vui vẻ thế này, hy vọng là việc của chúng tôi sẽ kết quả đấy ạ. Kết quả? Việc em bà làm cộng sản ở huyện tôi mà chỉ điểm công đã đánh hơi thấy phải không ạ? Không, việc quan lớn chậm nộp thóc tạ kia. Tôi biết, do tên công mật báo, quan lớn chờ Nhật thay quyền Pháp mới đem nộp để tân công với Nhật. Xin phép bà. Con này phải để tôi chị. Bà già mà tiếp. À, dạ. Xin chào bà. Rước bà. Sen đâu? Dạ. Mang chiếc ví nhỏ ra hầu bà đây. Vâng ạ. Kể ra bà đã vào làng Tây thì em phải ngồi ghế salon tiếp bà mới phải ạ. Nhưng tuần nào em cũng thấy bà ngồi trên chiếu ngài quân tư Kawasaki. Nên em mới dám mời bà ngồi sập đấy ạ. À? Ví đâu? Sen. Dạ, bà lớn đây ạ. Có giao thiệp rộng cũng là lẽ thường tình. Còn bà lớn đã có quan ông đây là phụ mẫu thiên hạ. Mà còn đang lui tới sở Nhật. Nhật từ tấm danh thiếp thì xem ra. Nghe thôi.
chúng ta đã hiểu nhau cả rồi, cũng nên nói thật với nhau. Tôi sẽ tạm giam Tiêm Công theo ý bà, để bà tha hồ mật báo với ông Ta Lông về nó. Nhưng bà phải tính với tôi về cái khoản thóc tặng, sao cho có lợi khi thời thế thay đổi. Và như vậy thì chúng ta mới yên tâm bàn về việc bắt Thị Nhung, bắt Cộng sản. Phải không bà? Anh Thiên. Gì thế? Em đưa đồng chí thượng cấp về gặp anh đấy. Thế à? Tiên không nhận ra chị à? Trời ơi, chị Nhu. Nghe Mến nói, em bị thương ở tay phải không? Vâng. Bây giờ đỡ lắm rồi. Em bị đúng vào cái hôm mà cùng chạy với anh Tứ. May mà Mến cứu được em. Chị ạ, Mến đưa em về đây, ngày ngày chăm sóc em, hái lá đắp cho em, kiếm cám kiếm gạo nuôi. Đi ở nữa mà được đi học chữ. Thế mà bây giờ anh Tứ em đã chết, còn anh Hòa thì bị bắt rồi. Mến ạ, với em chị không giấu, chị là vợ anh Hòa. Em đưa chị về cơ sở cũ của anh Hòa nhé. Khi chưa bắt mối được liên lạc, chị đã tự tạo cho mình cơ sở. Điều cốt yếu là bây giờ làm sao nối được cơ sở cũ và mới vào một mối và đấu tranh ngay em ạ. Vâng. Gây lại được cơ sở đúng thời cơ. Chị
tôi mà có nói sai à, thì tôi cứ chết một đời cha, ba đời chồng nhá. Ai lại vừa mới đến nhà quan tránh xứ, chưa kịp uống ngụm nước thì lính Nhật ở đâu ầm ầm bu đến thế này này, súng toàng toác bốn phương, rồi lính Nhật ập đến trói nghiến cái quan chánh xứ lại. Vừa mới chạy ra cổng thì đã thấy nào quan Đoan, quan Đồn, quan chánh mật thám, quan đốc tờ, Tây Đầm tuốt tuột tuột bị trói gô như lợn dài ngay về Hà Nội, khóc như gì ấy. Ôi giời, ba chân bốn cẳng chạy về quên cả áo dài. Ôi chào, mệt. Xe đâu? Lấy nước rửa mặt thầu vào lớn nha. Thôi mình vào rửa mặt đi. Hú vía. Chị vào rửa mặt đi. Ôi giời. Tôi đã biết ngay mà. Thế nào các quan Nhật cũng hết các quan Tây. Mà Nhật thì rồi cũng thu gạo, thu đay, thu thầu dầu. Rồi cũng nạ thuế, cũng bắt cộng sản. Còn tôi thì vẫn là chi phủ. Các thầy vẫn là thượng hải, là lục sự. Có gì khác đâu, chúng ta cứ chơi đi. Bốc gì đấy? Quan lớn giải trí phải ạ. Ăn tốt. Không. Bao ua. Dạ, em xin nhường quan lớn ạ. Dạ, nhân thời thế đổi thay, em muốn xin quan lớn cấp cho em cái môn bài thuốc phiện ạ. Dạ, chắc quan lớn bằng lòng chứ ạ. À, được. Trời ơi, tội của tội tình gì mà trời cướp hết cả con lớn cháu của tôi thế này. Chị Như ơi, chị để bỏ qua tất cả. Lấy tiền đóng gạo cho con cháu, chưa kịp ăn thì nó đã chết rồi. Thổ tiên trời Phật, sao người nghèo lại cực khổ thế này? Phong trào thay cho anh Tứ nên mới có ngày nay. Không, không có số mà cũng không có mệnh. Kiên, Kiên cũng khóc đấy à? Chết đói rồi lại bị khủng bố. Quần chúng cách mạng chung Kiên theo nhau mất dần, mà mỗi người mất đi lại thêm nhiều người khác lo sợ. Nhưng càng lo sợ thì phong trào càng xuống. Điều đó em đã nghĩ đến chưa?
rồi. Chi Nguyện đang ra đón Nhật. Nhật về. Nhật về rồi. Đông lắm. Chúng tôi còn ở đây thì mọi người hãy yên lòng. Trước hết, hãy chặn Chi Huyện lại, không cho nó gặp quân Nhật. Thưa đồng bào, mấy chục tên Nhật không đánh nổi cả huyện. Mấy vạn quân Nhật không đánh nổi cả nước. Việt Minh đang đưa hàng chục triệu con người đói khổ như chúng ta vùng dậy. Chúng ta đã cầm được gươm, được súng thì phải cầm cho thật vững, hành động cho thật mạnh. Chạy nhanh nữa. Về quê nghỉ dài hạn. Còn đây, viết lệnh cho cai cơ phải mang súng nộp cho cách mạng. Viết. Cách mạng đã nói là cách mạng làm. Chúng ta giành lấy chính quyền để chúng ta xóa đi mọi bất công. Cho nên một kho gạo chiếm được ngày hôm nay chưa phải đã nuôi sống được người. Đồng bào, hãy nghe theo lời kêu gọi của Việt Minh, nối phong trào huyện ta với Hà Nội, với cả nước, đánh đổ giặc Nhật, giành lấy chính quyền.